Thị phần dần về không tại Việt Nam, báo cáo của GFK cho thấy tháng tháng 11 năm 2019, Huawei có 0,3% thị phần smartphone tại Việt Nam, thấp nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây. Trong tháng này, toàn ngành smartphone trong nước tiêu thụ được 1 triệu 064.000 chiếc, như vậy Huawei bán được khoảng hơn 3.000 máy, tức mỗi ngày chỉ có khoảng 100 smartphone Huawei đến tay người dùng trên toàn Việt Nam. Tháng trước đó hãng cũng chỉ được 0,8%, tương đương hơn 11.000 máy, từng nằm trong 4 hãng smartphone lớn nhất tại Việt Nam nhưng Huawei tụt dốc nhanh chóng và gần trở về không vào cuối năm. Từ sau lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Trump, smartphone Huawei gần như biến mất khỏi thị trường Mỹ, xa sút ở một số thị trường khác. Dù vậy, hãng vẫn duy trì hiện diện ở nhiều quốc gia và tại Trung Quốc, vẫn giữ ngôi vị hãng smartphone có lượng smartphone tiêu thụ đứng thứ hai toàn cầu cho đến thời điểm này. Tại Việt Nam, Huawei vẫn bán Mate 30 Pro, đồng thời duy trì hiện diện bằng việc tung ra đồng hồ thông minh và tai nghe không dây. Với sự xa sút của Huawei, hàng loạt hãng Trung Quốc khác tại Việt Nam tận dụng cơ hội vươn lên. Trong đó Xiaomi, Vivo, Realme đã có những kết quả kinh doanh khả quan và đang đứng các vị trí 4, 5, 6 tại thị trường smartphone trong nước.